Cảm tạ Chúa, hôm nay ban thờ phượng chọn những bài hát rất là, tôi ngồi hát theo mà rất là cảm động. Những bài hát nó đụng đến tấm lòng của chúng ta, nói về Chúa Giêsu là Ngài là đá gốc nhà, Ngài là một cái gì đó tuyệt vời cho cuộc đời của chúng ta mà nhiều khi con dân Chúa chúng ta không để ý. Buổi chiều hôm nay chúng ta cùng học với nhau ở trong Sáng Thế Ký, khúc kinh thánh quen thuộc, nhưng mà có ba vấn đề lớn chúng ta cùng học ở đây. Và hy vọng rằng Đức Thánh Linh hành động, rồi chính mình tôi cũng như dân sự của Chúa tìm ra được những sự dạy dỗ ích lợi cho đời sống đức tin của chúng ta. Một lần nữa xin mời họ Thánh hiệp ý với tôi trong sự cầu nguyện. Lạy Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần của lẽ thật. Ngài hứa với chúng con khi Ngài đến, Ngài dẫn chúng con vào mọi lẽ thật, làm cho chúng con hiểu lời Chúa để đem áp dụng vào đời sống chúng con. Giờ này chúng con suy gẫm lời Chúa, xin Đức Thánh Linh hành động trên kẻ nói người nghe để chúng con cùng hiểu điều Chúa dạy chúng con chiều hôm nay. Chúng con tạ ơn Ngài, chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Một tác giả nổi tiếng ở trong thế kỷ 20 là Reinhold Niebuhr, ông có đưa ra một vấn đề như thế này. Ông nói là có ba điều trong đời sống của người theo Chúa, nếu mà không để ý đó thì chúng ta cần phải nhớ ba cái điều mà ông cầu nguyện. Chúa ơi, Chúa ban cho con ân sủng nhẹ nhàng để chấp nhận những gì con không thay đổi được, và cho con can đảm thay đổi những gì con thay đổi được, và cho con sự khôn ngoan để phân biệt hai điều này. Có nghĩa là chỉ có hai vấn đề mà con người hay lẫn lộn, là giữa cái thay đổi được và cái không thay đổi được, rồi không áp dụng đúng, cho nên nó có nan đề ở trong hội thánh của Chúa hay là trong đời sống gia đình. Nhận biết hay là chấp nhận người khác với một thái độ nhẹ nhàng là điều khó, nhưng mà khi nói đến cá nhân của chính mình tôi hay của quý ông bà anh chị, can đảm để nhìn nhận cái sai trật của mình để sửa lại là một vấn đề rất là lớn. Mà câu chuyện chúng ta vừa nghe đọc ở trong khúc kinh thánh Sáng Thế Ký đó mô tả cho chúng ta ba vấn đề mà cùng đi qua để rút ra những bài học quan trọng để chúng ta có thể giúp đỡ nhau, nhất là trong phạm vi gia đình, để mà làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì gia đình của Gia-cốp lúc này như thế nào chúng ta vừa nghe đọc là biết rồi. Có nghĩa là trước đó ông sống, gia đình của Gia-cốp đó sống trong cái khung cảnh là ăn nên làm ra, có nghĩa là mọi điều sung túc cả, nhưng mà chỉ có một cái vấn đề thôi, đó là tâm linh sa sút, cái tâm linh nó bị bại hoại. Mà ở đây chúng ta xem kinh thánh bản truyền thống thì mô tả cho chúng ta có ba vấn đề mà cùng đi qua với hội thánh, có nghĩa là cái sự can đảm vâng lời Chúa quay lại. Gia-cốp phải can đảm trỗi dậy quay lại trong sự thờ phượng Chúa, mà kinh thánh ghi rất rõ ràng ở đây. Đức Chúa Trời phán cùng Gia-cốp rằng hãy trỗi dậy. Có nghĩa là nếu mà chúng ta xem trước đó đó, kinh thánh cho biết đó là gia đình của con của Gia-cốp đó làm những cái chuyện đồi bại, làm những cái chuyện mà để cho dân thiên hạ ghét gia đình của Gia-cốp. Cho nên lúc này là ông thấy bí đường rồi. Ông chỉ còn một con đường duy nhất là nghe tiếng Chúa. Chúa bảo gì? Hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên mà ở, và hãy lập nơi đó một bàn thờ cho Đức Chúa Trời. Một gia đình tin kính Chúa mà bây giờ tới giây phút này Chúa bảo hãy trỗi dậy đi lập bàn thờ, có nghĩa là sao? Là cả một cái thời gian ăn nên làm ra, vật chất dư thừa, nhưng mà đời sống tâm linh sa sút bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên Gia-cốp phải trỗi dậy trở lại cùng Chúa, bởi vì ông đang ở trong cái tình trạng bất an, cái tình trạng mà không lối thoát, chỉ còn một con đường là quay trở về cùng Chúa, không có lựa chọn nào khác, một lựa chọn duy nhất là phải quay trở lại, ông phải trả giá cho việc này. Mà chúng ta thấy cái chữ trỗi dậy là sao? Khi chúng ta đọc kinh thánh mà chúng ta thấy cái cụm từ trỗi dậy, có nghĩa là một hành động dứt khoát khẩn trương của một người ở trong cái tình trạng muốn cứu vãn là phải hành động, chứ không phải là ngồi đó chờ đợi.
mà Gia-cốp đã làm. Ông đã trỗi dậy để mà đi lên Bê-tên. Tại sao cần phải trỗi dậy? Vì chúng ta xem, nếu mà xem ngược lại Kinh Thánh trước đó đó, chúng ta sẽ thấy cái ý giống như cái bài hát mà chúng ta vừa nghe đó. Một số tội lỗi nó dày vùi con người, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn tạo cơ hội để cho con người quay đầu. Thì đây là cái lúc mà Chúa tạo cơ hội cho Gia-cốp dẫn dắt con cái quay đầu trở lại cùng Ngài. Mà trước đó trong câu 30, trong câu 30 của đoạn 34 là chúng ta thấy biết lý do mà Gia-cốp run sợ. Chúng ta xem Kinh Thánh để thấy. Gia-cốp bèn nói cùng Simeon và Lê-vi rằng: bay xuôi cho tao bối rối. Thấy mấy đứa con làm bậy không? ông bây giờ ông bố già, giống như cái bản của cụ Phan Khôi dịch dùng mấy cái từ mà của miền Trung đó. Bay, bay là ai? Là tụi con á, tụi nhỏ đó. Bay xuôi cho tao bối rối. Có nghĩa là nói một cách bình dân. Làm cho dân xứ này là người Canaan và người Pherisit oán ghét tao. Thấy chưa? Thấy hậu quả của các con cái. Tao đây chỉ có ít người. Ông cũng rất là khó chịu. Ông nói với các con của ông đó, nếu họ hiệp lại đánh tao thì sao? Thì chắc tao nội và nhà đều bị tàn hại. Hậu quả các con của Gia-cốp gây ra làm cho Gia-cốp không có còn một con đường nào khác là trở lại với Đức Chúa Trời để được giải cứu. Nếu không có tình trạng này thì chúng ta thấy gia đình sẽ bị tàn hại. Cho nên Gia-cốp đã trỗi dậy. Cho nên cái câu gốc hồi nãy mà quý vị đọc rồi đó, ở trong cái bản dịch mới, đây cái bản cũ dùng cái chữ trỗi dậy. Hãy trỗi dậy có nghĩa là khẩn trương. Đừng có để cuộc đời nằm dài ở trên giường nữa, nhưng mà hãy trỗi dậy, tỉnh thức tâm linh. Trỗi dậy cầu nguyện cho con cái, vì chúng nó đang đói. Đói về lời Đức Chúa Trời, đói về không ai dạy dỗ nó. Có nghĩa là ca thương kêu gọi giống như cái tâm trạng của Gia-cốp nói với các con của mình: bay xuôi cho tao bối rối, bây giờ cùng đường rồi, tao phải trở lại với Đức Chúa Trời. Cho nên khi mà chúng ta thấy cái cụm từ trỗi dậy là kêu gọi một con người đó phải hành động dứt khoát để được Đức Chúa Trời thương xót. Mà chính sứ đồ Phao-lô đã nói điều đó cho chúng ta trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 14: cho nên có chép rằng ngươi đưa ngủ hãy thức, hãy vùng dậy. Ở đây Phao-lô dùng cái chữ là vùng dậy, có nghĩa là đừng có để cho cái giấc ngủ chìm đắm trong giấc ngủ nữa, nhưng mà hãy vùng dậy để được Chúa giải cứu. Mà ở đây ông dùng là hãy vùng dậy từ trong đám người chết. Có phải là ông cái người này đang ngủ giữa đám người chết không? Như vậy ông nói là nói cái gì? Vùng dậy từ trong đám người chết. Có ai nằm ngủ chung với người chết không? Không có, phải không? Như vậy ông nói đây là nói cái điều gì? Là chúng ta đang ngủ chung, dân sự của Chúa tại Ê-phê-sô đang ngủ chung với nhân loại, những người chết tâm linh. Mà nếu con cái của Chúa mà không vùng dậy đó thì sẽ đồng chết với họ về phần tâm linh. Cho nên quý ông bà, anh chị và tôi là con cái của Chúa, hãy vùng dậy ra giữa cái xã hội này. Họ đang chết phần tâm linh, mà chúng ta là những người sống thì phải vùng dậy. Cái hành động vùng dậy nói cho chúng ta biết chúng ta đang sống với Chúa. Chúng ta có cái liên hệ với Chúa, chứ không phải là giống như người đời, họ đang ở trong số người chết. Mà khi chúng ta vùng dậy thì Chúa làm gì? Đấng Christ sẽ chiếu sáng mặt người. Có nghĩa là Chúa sẽ ban ơn, Chúa sẽ dẫn dắt người đó đi trọn con đường đức tin để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Mục đích của quý ông bà, anh chị và tôi là gì? Là sống tận hưởng của Chúa và làm rạng danh Chúa. Sống tận hưởng Chúa và làm rạng danh Chúa. Mà trong gia đình của Gia-cốp á, đã mất cái yếu tố này, còn chỉ là nhận được vật chất thôi. Vật chất thì dư thừa, nhưng mà đời sống tâm linh lại đuôi mù, không có thấy Chúa đâu cả, rồi không thấy phước hạnh gì cả, bị người ta hù dọa, sợ chết. Mà nhất là Gia-cốp, nếu mà họ hiệp lại đánh tao chắc tao chết, nội cả nhà tao chết. Lúc này không biết là được 70 người chưa, nhưng mà có lẽ chưa tới, cho nên sợ quá chết. Đó là điều thứ nhất chúng ta thấy là Gia-cốp phải can đảm trỗi dậy. Nhưng mà không phải một mình ông can đảm trỗi dậy, nhưng mà ông kêu gọi vợ con. Điểm thứ hai chúng ta thấy Kinh Thánh nói gì? Ông can đảm kêu gọi vợ con sửa lại. Ở đây nó rất là phù hợp với cái văn hóa của người Việt chúng ta. Có nghĩa là ở
đời sống của Gia-cốp, ông phải có cái việc ông làm đầu tiên là ông phải trỗi dậy trước, ông phải làm gương trước thì ông mới có thể kêu gọi vợ con. À, mà Kinh Thánh ngay trong câu 4 cho chúng ta, câu 2 cho chúng ta biết liền: Gia-cốp bèn nói cùng vợ con và mọi kẻ đi theo mình rằng: hãy dọn dẹp, hãy dẹp các thần tượng ngoại bang. Tin Chúa mà bây giờ sao có thần tượng ngoại bang ở đây? À, bây giờ chúng ta khám phá để coi, rất là nguy hiểm, phải không? Gia đình tin kính Chúa mà bây giờ để cho bấy lâu nay Gia-cốp yên lặng, không nói gì hết, ai muốn làm gì làm, đem thần tượng vào nhà, đem thần tượng ngoại bang vào nhà. Rồi gì nữa? Ông kêu gọi là hãy dẹp các thần tượng ngoại bang khỏi giữa các ngươi, làm cho mình được thanh sạch và thay áo sống đi. Mấy cụm từ này rất là quan trọng mà cùng mổ xẻ với quý ông bà, anh chị em chiều hôm nay. Tại sao có những cái điều quan trọng ở đây mà Gia-cốp đòi hỏi? Các thần tượng ngoại bang, rồi phải làm cho mình là được thanh sạch đi, tẩy sạch đời sống đi và thay áo sống nữa. Có nghĩa là ở đây là trong gia đình tin kính Chúa mà bây giờ là đưa các thần tượng vào, rồi bề ngoài thay áo sống. Nghĩa là sao? Bề ngoài là tôn giáo nhưng mà bên trong trống rỗng, không có gì hết, không có liên hệ gì với Chúa hết. Rồi ở giữa đó làm những cái việc mà không đẹp lòng Đức Chúa Trời, không biết vâng lời Chúa, mà do Gia-cốp yên lặng suốt bao nhiêu thời gian để cho những chuyện này nó len lỏi vào trong gia đình và cần phải kêu gọi vợ con. Trước hết ông phải gặp Chúa thì ông mới kêu gọi vợ con. Mà đây là trong phạm vi gia đình mà sứ đồ Phao-lô ông đã nói ở trong Cô-lô-se đoạn 3 đó: hỡi người làm vợ, hãy vâng phục chồng mình y như điều đó theo Chúa đáng phải nên vậy. Nhiều khi quý bà, quý chị nghe cái câu này dường như cũng khó chịu, bắt mình phải vâng phục chồng. Nhưng mà thưa quý bà, quý chị, điều này nó dễ hơn, điều này nó dễ làm hơn là cái khía cạnh của người đàn ông, người nam. Bởi vì sao? Tiếp theo đó là: hỡi kẻ làm chồng, hãy yêu vợ mình, chớ hề ở cay nghiệt với người. Cái hành động yêu của các bà mà Kinh Thánh nói là vâng phục đó, nó dễ hơn ở cái phía nam là yêu vợ mình. Yêu mà như Đấng Christ yêu Hội Thánh là khó vô cùng chứ không phải là dễ. Nếu mà đảo ngược không biết là quý bà, quý chị có làm nổi không. Nhưng mà cái vấn đề vâng phục chồng là cái thứ tự ưu tiên, cái vai trò của người nam trong gia đình như thế nào thì Đức Chúa Trời đặt để ở đây. Chúng ta phải thấy cái thứ tự mà chính Gia-cốp kêu gọi vợ con. Ông phải đối diện với Chúa, ông phải làm sạch cuộc đời, ông trở lại với Chúa trước thì ông mới kêu gọi vợ con. Rồi cái cụm từ mà hãy thay áo sống đi đó, tiên tri Gioên cho chúng ta biết rõ lắm. Hãy xé lòng các ngươi, đừng xé áo các ngươi. Ở đây tiên tri Gioên soi cho chúng ta rõ cái ý của Gia-cốp. Có nghĩa là đừng có bề ngoài nữa, nhưng mà bên trong tâm lòng. Đừng có xé áo, nhưng mà xé lòng. Có nghĩa là ăn năn thống hối trở về cùng Chúa. Đừng có bề ngoài nữa, nhưng mà đây là lời Chúa nói, phải không? Khá trở lại cùng Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, vì Ngài nhân từ, hay thương xót, chậm giận, giàu ơn, đổi ý về tai vạ. Quý vị thấy không? Nó rất phù hợp với điều mà chúng ta vừa nghe trong cái bài hát. Dầu tội lỗi như thế nào đi nữa, nhưng mà hãy quay đầu trở về cùng Chúa, là Chúa tha thứ. Cái điều tiên quyết là phải quay về. Đừng có bỏ bê nhà Chúa nữa, đừng có giống như gia đình Gia-cốp nữa. Phải trở lại, phải can đảm trở lại để mà Chúa có thể giải cứu. Mà khi can đảm á, xé lòng mà đừng xé áo á, thì nó là điều mà Đức Chúa Trời đòi hỏi. Tấm lòng của tôi và của quý ông bà anh chị là điều Đức Chúa Trời đòi hỏi, chứ không phải bề ngoài. Mình không có thể nào mình bận cái áo mà mình sao biết áo tin lành hay là áo tôn giáo nào, phải không? Chúa muốn nói đến bên trong. Chiếc áo không có làm nên người thầy tu. Có nghĩa là bên trong tâm lòng, ở trong cuộc đời chúng ta, chúng ta phải hiểu rõ điều đó để chúng ta xé lòng trước mặt Đức Chúa Trời, là cái hành động của ăn năn thống hối trở về cùng Chúa. Mà khi làm như vậy đó, không phải là chỉ là một người đại diện, hai người đại diện, nhưng mà cả gia đình
mà chúng ta thấy trong thời của vua Giô-sa-phát đó, khi kêu gọi ăn năn đó, tôi trích ở đây cho quý ông bà thấy một câu kinh thánh thôi. Cả vợ con và người trưởng trong gia đình đều có mặt hết. Phải không? Khi mà Chúa kêu gọi ăn năn đó, cả Giu-đa hay là cả dân sự đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình. Không thể nào mà gia đình cần phải trở lại cùng Chúa là một người đại diện được, phải không? Cả gia đình, đây là một tập thể, một cộng đồng đức tin trong phạm vi gia đình cho tới hội thánh. Cho nên cần phải kêu gọi vợ con trở lại vấn đề thờ phượng Chúa. Đừng có để cho thần tượng ngoại bang nó xâm nhập vào ở trong đời sống nữa. Rồi chúng ta xem tiếp đó, chúng ta sẽ thấy điều gì ở trong câu 4 đó. Khi mà ông Gia-cốp ông kêu gọi vợ con hãy trở lại đó, thì họ làm gì? Họ đưa cho Gia-cốp các thần tượng ngoại bang. Là cái hành động của người nào? Vâng lời, phải không? Ông kêu gọi là đừng có thờ thần tượng nữa, đừng có giao du với những cái điều Chúa không đẹp lòng nữa. Ông kêu gọi thì họ đưa, có nghĩa là họ vâng lời, họ cũng nhìn nhận họ sai trật và họ đưa cho Gia-cốp những cái thần tượng ngoại bang và các vòng đeo nơi tai. Ở đây có cái cụm từ rất là quan trọng là tại sao có các vòng đeo nơi tai? Phải đeo bông tai không? Đeo bông tai. Ngày xưa là đeo bông tai là biểu tượng của cái gì? Ngày xưa đeo bông tai là biểu tượng của người làm nô lệ. Mà chúng ta xem trong suốt Ai Cập ký thì chúng ta sẽ thấy một người mà muốn làm nô lệ cho chủ là phải sợ bông tai. Ở đây Kinh Thánh nói nè, suốt Ai Cập ký, nếu kẻ tôi mọi nói rằng tôi thương chủ, vợ và con tôi không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi xỏ mũi dùi vô tai. Quý vị thấy không? Muốn làm tôi mọi hay là muốn ở lại làm nô lệ thì phải xỏ lỗ tai. Nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời. Có nghĩa là khi mà Gia-cốp kêu gọi, họ đưa luôn những cái bông tai là nói đến cái hình ảnh này. Có nghĩa là ở trong gia đình tin kiến Chúa nhưng mà có thờ thần tượng, có cái gì đó sai trật, làm nô lệ cho một thần tượng nào đó ở trong đời sống. Mà tới khi Gia-cốp kêu gọi, họ giật mình, họ đưa cho Gia-cốp những điều đó là họ muốn nói bấy lâu nay những người con, những người quản gia, những người ở trong gia đình đó đã giao du với thần tượng, đã có một cái gì đó nó làm cho họ xa rời Đức Chúa Trời, không còn thờ phượng Chúa đúng như lúc ban đầu nữa. Nhưng mà họ đang ở trong cái tình trạng tâm linh suy bại. Cho nên khi Gia-cốp kêu gọi là họ đưa. Người đây là xỏ bông tai. Người Việt chúng ta ngày nay thì sao? Thế kỷ 21 này xỏ bông tai có còn phân biệt nam nữ nữa không? Xỏ bông tai là cái dấu hiệu gì mà chúng ta cũng khó biết, phải không? Có nghĩa là có lẽ là đẹp đi. Thôi mình nói cái trang trí là trang sức đó thì nó dễ nghe hơn. Chứ không biết là ngày nay tôi thấy bây giờ nam nữ đeo bông tai hết, không còn giống như ngày xưa nữa, không phải là dấu hiệu nô lệ nữa. Nhưng mà đó cũng là cái hình ảnh Chúa nhắc nhở quý ông bà, anh chị em và tôi. Có nghĩa là đừng để cho bất cứ một hình tượng nào, hình tượng thấy được hay hình tượng không thấy được, nó chiếm hữu cuộc đời chúng ta đến nỗi không còn chỗ cho Đức Chúa Trời. Mà Chúa không thích điều đó. Chúa đã hành động và Gia-cốp đã trỗi dậy, kêu gọi vợ con, đưa cho Gia-cốp các thần tượng và các vòng đeo nơi tai. Mà ở đây chúng ta thấy sứ đồ Phi-rơ ông cũng mô tả, ở đây quý bà quý chị để ý ở trong câu này: chớ tìm sự trang sức bề ngoài, như dốc tóc đeo đồ vàng, mặc áo quần lòe loẹt, nhưng hãy tìm kiếm sự trang sức bề trong, giấu ở trong lòng, tức là sự tinh sạch của sự tinh sạch chẳng hư nát của tâm thần dịu dàng yên lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời. Quý bà quý chị có thấy cái điều quan trọng không? Một người nữ ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời, cái tâm thần dịu dàng yên lặng là quý hơn kim cương, phải không? Ở đây nói nè, đây là giá quý, phải đồ quý không? Quý là mình giữ, phải không? Nhưng mà đâu phải giống như kim cương ngày nay chúng ta giữ đâu. Nhưng mà cái đây nó còn quý hơn điều đó nữa. Bởi vì sứ đồ Phi-rơ nói là tâm thần dịu dàng, yên lặng, ấy là giá quý trước mặt Đức Chúa Trời.
Cho nên người nữ của Chúa, hay là nói là một con cái Chúa, là phụ nữ, quý bà, quý chị, hãy để ý điều này. Đức Chúa Trời sẽ dùng quý bà, quý chị một cách có kết quả cho nhà của Đức Chúa Trời, cho những người chưa tin Chúa, qua đời sống của chúng ta, từ ở trong tâm thần dịu dàng, yên lặng, là điều Đức Chúa Trời chấm vô cùng. Có nghĩa là mình không có cãi vã, nhưng mà mình nói cho nó có lý có lẽ để mà xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng mà tâm thần dịu dàng, yên lặng là điều rất là quan trọng. Mà ở trong cái văn hóa người Việt chúng ta đó, ở trong hôn nhân đó, quý ông bà, nhất là các bạn trẻ để ý đó, trong chúng ta là người Việt, chúng ta có một cái văn hóa, có cái truyền thống, có những cái câu ca dao tục ngữ, nó nhắc nhở ở trong gia đình rất là nhiều. Chẳng hạn như khi tôi tra cứu nhiều cái lĩnh vực về văn học của người Việt đó, về ca dao đó, lá khô lủng lẳng treo cành, giận thì nói vậy sao đành bỏ lơ. Người Việt mà nhất là người phụ nữ đó, cứ nghe nói là lá khô lủng lẳng treo cành, lá khô mà nó lủng lẳng treo cành nó sẽ rụng, phải không? Giận thì nói vậy sao đành bỏ lơ. Nói đến cái điều gì? Nói đến người phụ nữ dễ có những cái lời nói mà không có gây dựng ở trong gia đình, nhưng mà muốn người chồng quan tâm, có phải vậy không? Nhiều khi giận thì nói, nhưng mà nói rồi cũng muốn ông chồng phải quan tâm, chứ không phải nói để rồi giận thì nói vậy sao đành bỏ lơ. Tác giả gửi gắm cái điều này để cho những người nam hiểu, dầu là giận nói vậy nhưng mà luôn luôn đòi hỏi, luôn luôn đòi hỏi người chồng quan tâm. Cho nên đó là một điều rất là quan trọng ở trong văn hóa của người Việt. Và xin Chúa giúp đỡ quý ông, quý anh và chính mình tôi để xây dựng gia đình. Có nhiều khi những người nam nói, thôi bà vợ tôi bà nói nhiều quá, tôi yên lặng cho nó êm cửa êm nhà. Có phải vậy không? Không được. Gia-cốp đã làm đó, yên lặng bao nhiêu năm, không biết thời gian là bao lâu, mà suýt nữa là bị dân ngoại bang nó tới nó đánh là chết. Không thể yên lặng được. Đã đến lúc phải trỗi dậy, phải trò chuyện cùng Chúa, phải nói với Chúa những điều cần nói, để rồi Chúa giải cứu gia đình. Chứ không phải là mình yên lặng để rồi mình không có để cho Đức Chúa Trời làm chủ, thì cái gia đình nó sẽ mất phước. Rồi một khía cạnh về người phụ nữ đó mà quý ông thường thường gặp phải điều này. Cái nghĩa là chúng ta hiểu đó là trong cái phạm vi mà người vợ muốn giúp đỡ người chồng đó, quý bà, quý chị để ý điều này. Chúng ta hiểu thuốc Tylenol, phải không? Uống lần mấy viên? 2 viên. Uống mấy lần? Uống từ từ, nó uống từ từ. Nó có cái thời gian nó thấm thuốc, nó mới hết nhức đầu, đau bụng gì đó. Đằng này người Việt, nhất là phụ nữ người Việt, mà khi tôi tra cứu tôi hiểu, thường thường đưa nguyên chai, đưa ông chồng nguyên chai, biểu uống giống như mì ăn liền vậy đó, có nghĩa là muốn hành động liền, nhưng mà không được, mưa dầm thấm lâu. Thưa quý bà quý vị, không thể nào giống như mì ăn liền được, cái gì nó cũng phải từ từ, nó có cái tiến trình của nó không phải giống như cái điều mà chúng ta muốn có được liền. Muốn thay đổi hay là muốn giúp đỡ chồng mình trong những cái góc độ nào đó thì cũng phải từ từ áp dụng theo lời Chúa, chứ đừng có muốn làm cái được liền. Mì ăn liền mà ăn nhiều nó làm sao? Nóng vô cùng, nổi mụn đầy mặt, phải không? Mình không có chơi lạng mì ăn liền, không được. Từ từ, mưa dầm thấm lâu. Trong gia đình là vậy. Mà chúng ta thấy khi mà người Việt chúng ta cũng để ý đó, ở trong cái câu chuyện mà tôi đọc tôi thấy buồn cười lắm. Nếu có cái gì đó nó cọ biên thì quý vị tha thứ cho. Một gia đình nọ, hai vợ chồng với đứa con chừng 10 tuổi á, thì ông bố thường thường dạy đứa con á, con ơi nhớ tập thể dục mà exercise để cho khỏe, bắt nó tập mà hít đất rồi tập những cái tạ nhẹ nhẹ để mà cho cơ bắp rồi nó khỏe. Rồi cái một ngày nọ cái ông thấy nó còn nhỏ, nó thấy ông ngồi đọc báo. Bữa đó đáng lẽ tập thể dục mà ông không tập thể dục, ông ngồi ông đọc báo, thì nó nói bố ơi, mình đọc báo là mình exercise cái gì bố? Mình tập cái gì vậy? Thì ông liếc qua liếc lại nó, bố đọc báo nhưng mà bố exercise cái miệng của mẹ con. Cái nghĩa là sao? Cái nghĩa là ông ngồi ông đọc báo, bà vợ bực quá bà cứ quát miết, bà la không vào bếp phụ gì hết mà cứ ngồi đó đọc báo. thì ông nói vui, nhưng mà để ý chúng ta là đàn ông, đừng bao giờ để cái việc bếp núc phó trắng hay là
khoáng trắng cho quý bà, quý chị. Không nên. Dầu là người Việt nhưng mà chúng ta phải biết giúp đỡ gia đình, không phải là nói đến việc phụ nữ giúp đỡ chồng, nhưng mà còn nói đến việc chồng giúp đỡ vợ nữa. Cho nên điều đó là điều mà tôi thấy trong văn hóa Việt Nam nó có cái sai trật này. Nếu người chồng không bao giờ, có nhiều người nói không biết rửa chén sao không biết, rửa chén xuống là cứ xả xà bông vô rửa thôi chứ sao không biết, phải không? Nhiều khi mình để những giúp những cái việc nho nhỏ như vậy đó mà nó tạo ra cái hạnh phúc trong gia đình, cảm thông nhau, yêu thương nhau. Vì sao? Vì cuộc đời này nó rất là ngắn ngủi. Mà tác giả của Gia Cơ là em của Chúa Giêsu, ông nói như thế nào? Ông nói cuộc đời này nó rất là mong manh, ha, có nghĩa là nó qua mau. Xong ngày mai sẽ ra thế nào anh em chẳng biết. Việc ngày mai mình không biết, nhưng mà điều quan trọng là gì? Vì sự sống của anh em là chi? Chẳng qua như hơi nước, hiện ra một lát rồi lại tan ngay. Đời sống của con người như là hơi nước. Không biết con dân Chúa có thử chưa? Cái gương ở trước đó, chúng ta hà hơi vô, cái thấy nó đóng một lớp đó, gió nó thổi qua, nó bay mất liền. Ông diễn tả đến cái cuộc đời nó ngắn ngủi. Nhưng mà khi chúng ta biết ngắn ngủi, lúc còn hiện ra được, thì hãy làm gì cho nhau, giúp đỡ vợ chồng giúp nhau, là hãy tận dụng. Bởi vì cái thời giờ mà nó qua đi mà chúng ta không giúp nhau được á, là nó mất, nó không còn gì hết. Nghĩa là cần phải tận dụng thời giờ để giúp đỡ gia đình, nâng đỡ vợ con ở trong nếp sống, chăm sóc đời sống đức tin, chứ không phải bỏ giải giống như Gia Cốp. Nếu mà Gia Cốp không có nghe tiếng Chúa phán như vậy đó, có thể là bị cả gia đình thiệt mạng chứ không phải là chơi. Cho nên chúng ta để ý đó, một cuộc đời của cơ đốc nhân, chúng ta cần phải, khi mà được kêu gọi đó, thì phải bỏ hết. Gia Cốp kêu gọi gia đình bỏ hết thần tượng, thay áo sống, rồi đem chôn. Chứ không phải là chúng ta thấy ông họ đem chôn, phải không? Họ đem chôn những điều đó ở nơi cái gốc cây dễ bột gần thành Sichem. Cho nên cần phải đoạn tuyệt với tội lỗi. Mặc dù mình biết Chúa mình nhân từ tha thứ, dù mình có lỡ vấp phạm, chứ không phải cố ý vấp phạm. Mà ở đây mà ông Gia Cơ, ông sứ đồ Phao-lô cho chúng ta biết, hãy ra khỏi giữa chúng nữa. Đừng hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, rồi đừng đá động đến đồ ô uế. Ta thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi. Đây lời Chúa nói rõ ràng. Sứ đồ Phao-lô khuyên con dân Chúa ở tại Cô-rinh-tô là đừng có sống nếp sống tội lỗi nữa, đừng có ở trong những người tội lỗi nữa. Hãy vùng dậy, hãy ra khỏi chỗ đó thì Chúa mới tiếp nhận. Mình làm con cái của Chúa, mình không có được ở trong cái nếp sống tội lỗi nữa, nhưng mà hãy vùng dậy ra khỏi, mà không được đá động đến đồ ô uế nữa. Mà nhiều khi chúng ta hiểu Chúa nhân từ, Chúa tha thứ, mình biết đó là mỹ đức của Chúa. Khi chúng ta lỡ lầm vấp váp mà ăn năn thì Chúa tha, còn cố ý miệt mài trong tội lỗi, hãy coi chừng. Bởi vì Đức Chúa Trời không bao giờ đưa cho chúng ta cái license để chúng ta phạm tội hết. Nhắc nhở chúng ta để chúng ta ra khỏi, thoát ra khỏi cái chỗ phạm tội để sống cho Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy đó, một đời sống mà có cái sự suy nghĩ giống như Gia Cốp, khi được Chúa cho một cái biến cố xảy ra trong gia đình, các con của ông làm chuyện đồi bại, suýt nữa là gia đình chết. Cho nên cần phải phân rẽ ra khỏi để được Chúa cứu giúp. Mà tác giả Thi Thiên 139 cũng cho chúng ta cái ý tưởng này: Chúa ơi, xem thử tôi có lối ác nào chăng? Hãy dắt tôi vào con đường đời đời của Chúa. Đây là một lời cầu nguyện mà tôi thiết tưởng Chúa đẹp lòng. Khi mỗi chúng ta là con cái của Chúa, trong giây phút riêng tư với Chúa, cúi đầu xuống: Chúa ơi, tra xét lòng con, có cái lối ác nào trong con không? Các bà, các chị nói với Chúa: Chúa ơi, con có cái suy nghĩ gì, có cái ác tưởng gì đối với chồng con không? Có nghi ngờ gì chồng con không? Hay là có cái gì nghiến răng chồng con không? Hãy nói với Chúa, đó là lối ác đó. Rồi các ông cũng vậy, mình trong lòng mình nằm đó, nằm vắt tay lên trán đó, vợ bên đó mình suy nghĩ về cái chuyện mông lung, mình cũng nói với Chúa, đó là lối ác đó. Có nghĩa là mình phải suy nghĩ cho nó chín chắn ở trong đời sống hôn nhân. Nằm vợ bên mà nghĩ cái chuyện gì đâu, trên trời dưới đất ở đâu, mông lung thả hồn bay bướm đi đâu đó, không được. Phải trở lại nói với Chúa: Chúa ơi, tư tưởng con
nhiều khi bị cám dỗ bởi hình ảnh, bởi những cái điều gì đó. Xin đem con trở lại, coi, xét mình trước đó, trước lời của Chúa dạy, coi đó có phải là lối ác không? Nếu mà nó là lối ác, thì phải xưng ra với Chúa để lìa bỏ, để được Chúa thương xót. Đó là ý của Chúa. Cho nên không những là chính Gia-cốp trỗi dậy, rồi Chúa kêu gọi, ông kêu gọi vợ con trỗi dậy, nhưng mà đây là cái can đảm của ông là kêu cả gia đình cùng thờ phượng Đức Chúa Trời. Đó là điều thứ ba, can đảm trở lại nơi ban đầu để làm lại. Có nghĩa là ở đây không phải là trở lại tin Chúa giống như người mới, nhưng mà đã có nếp sống tin Chúa rồi, nó bị mai một đâu đó, nó bị lệch lạc đâu đó, nó bị oan, có nghĩa là nó bị cái gì đó làm cho lệch lạc, không có đúng là một người con của Chúa nữa. Cho nên cần phải trở lại nơi ban đầu để gặp Chúa. Mà chúng ta thấy trong câu 3 nói đó, đoạn chúng ta hãy trỗi dậy, kêu từ chính bản thân mình, kêu gọi vợ con, bây giờ kêu số chung, kêu số chung, chúng ta hãy trỗi dậy, đi lên Bê-tên, phải đi lên Bê-tên, cái chỗ mà Gia-cốp gặp Chúa. Chắc là quý ông bà anh chị đọc Kinh Thánh biết Bê-tên là nơi Chúa cho Gia-cốp được gặp Ngài trong cơn vật lộn nhé. Vật lộn, gặp Chúa, Chúa ban phước, ông lập bàn thờ cho Chúa ở tại Bê-tên, ở trước ở đoạn 28 đó. Nơi đó ta sẽ lập một bàn thờ cho Đức Chúa Trời, là đấng đã trả lời ta trong lúc nguy hiểm và đã phù hộ ta trong khi đi đường. Ông hiểu rõ Chúa đã phù hộ, Chúa đã gìn giữ ông thoát khỏi nguy hiểm. Thì tại sao ở đây ông nói cụm từ này? Bởi vì ông đang ở trong nguy hiểm, phải không? Nếu không trở lại thì dân thành Si-chem và những dân xung quanh đó, mà các con làm cái chuyện bậy bạ, họ sẽ tới họ giết. Nhưng mà giờ này ông nhớ lại cái nơi ông gặp Chúa. Chúa ơi, Ngài con đã gặp Ngài, Ngài đã trả lời con và cứu con trong lúc nguy hiểm. Bây giờ cái nguy hiểm nó tới nè, Chúa ơi cứu con một lần nữa. Thì quả rằng y như vậy, khi Gia-cốp có thái độ đúng đắn đối với Chúa thì Chúa giải quyết ngay, không cần phải xin lỗi gì hết. Tự động cái dân thành Si-chem đó nó đổi hướng và nó không có làm một việc ác gì cho gia đình Gia-cốp. Tại sao được như vậy? Là nhờ có cái hành động của Gia-cốp trỗi dậy, kêu gọi vợ con trỗi dậy và trở lại nơi thờ phượng ban đầu, nơi gặp gỡ Đức Chúa Trời, một nơi mà chúng ta thấy đó, ông đã hiểu được, ông đã trải nghiệm được Chúa cứu ông và Chúa ban phước cho ông. Không những cứu mà ban phước nữa. Nhiều đó là đủ cho đời sống chúng ta rồi. Đức Chúa Trời ở cùng gìn giữ chúng ta khỏi những nguy hiểm của bệnh tật, nguy hiểm của đi đường, hay là nguy hiểm của bất cứ điều gì, thì Chúa cũng giải cứu và phù hộ, là nói đến cái sự ban phước của Chúa. Chúa cho dư đầy trong cái sự phù hộ của Chúa. Thì nhiều đó là Gia-cốp nói lại cho con cháu, cho những người thân yêu của ông, là đừng có sống đời sống bê bối nữa, hãy trở lại với Chúa như thuở ban đầu. Không biết quý ông bà, anh chị và tôi có nhớ cái giây phút ban đầu mình tin Chúa không? Nó ngọt ngào, nó phước hạnh làm sao. Rồi dần dần theo Chúa lâu ngày, không có tiếp cận với Chúa nhiều nữa, lần lần cái lệch lạc với Chúa, không còn thích thú đến nhà Chúa nữa. Đó là cái dấu hiệu mình biết mình đang lệch lạc. Cho nên cần phải trở lại để mà Chúa cứu, để có một đời sống đúng như ý của Chúa, để Chúa ban phước cho. Cho nên tác giả là ông sứ đồ Phao-lô, ông nói cho chúng ta đó, ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 10 câu 11, hãy xét điều chi vừa lòng Chúa. Quý ông bà, anh chị và tôi có xét không? Những gì Chúa đưa đến cuộc đời chúng ta có xét không? Hay là chúng ta việc gì tới cái mình bắt mình làm? Ví dụ như bữa nay chiều thứ bảy, bạn ngoại, người ngoại gọi anh ơi đi nhậu, mình có xét không? Hay là mình cũng thôi kệ, bỏ bữa nhà thờ đi nhậu. Xét điều chi vừa lòng Chúa, là tất cả những gì Chúa cho xảy ra, bạn bè xung quanh chúng ta, những người chưa biết Chúa, họ cám dỗ dữ lắm, nhưng mà chúng ta phải quyết định, chứ chúng ta không phải đổ thừa, ôi Chúa ơi bạn này lâu ngày con không thể quên, con không thể không gặp nó được. Mình gặp bạn với gặp Chúa cái nào quan trọng? Quý ông bà nghĩ như thế nào? Khi chúng ta xét điều chi vừa lòng Chúa, chúng ta sẽ chọn cái điều Chúa đẹp lòng. Chứ bằng không là cái gì chúng ta cũng có thể bỏ qua được hết. Mà cái điều quan trọng là Chúa muốn chúng ta xét cho nó đúng. Chúa đẹp lòng thì Chúa mới ban phước. Còn dĩ nhiên bỏ một buổi thờ phượng đi nhậu, không thấy gì.
nhưng mà dần dần sẽ xa nhà Chúa, sẽ rơi vào cạm bẫy của tội lỗi. Cho nên cần phải xét. Cái cụm từ này là quý ông bà, anh chị và tôi phải xét mỗi ngày với Chúa. Chúa ơi, một ngày mới cho con xét tất cả những gì Chúa đưa đến, điều chi vừa lòng Chúa cho con làm. Bởi trong câu 11 ông nói tiếp gì? Chớ dựa vào công việc vô ích của sự tối tăm. Quý vị thấy rõ không? Cái nghĩa là mình làm, mình chọn cái điều đẹp lòng Chúa thì không có được dựa vào cái sự vô ích tối tăm. Uống bia uống rượu có vô ích không? Vô ích phải không? Ngồi chơi những cái trò chơi nó vô bổ phải không? Không được. Thà quở trách chúng nó thì hơn. À, anh ơi không được, bữa nay anh gọi tôi mời nhậu nhưng mà không được anh ơi. Bữa nay tôi phải đi thờ phượng Chúa, bởi vì Chúa của tôi phải trước. Hẹn anh ngày khác nha. Nếu mà sợ bạn bè buồn thì nói ngày khác, còn không là dứt luôn, dứt khoát. Anh ơi tôi không có nhậu nhẹt nữa. Tôi tin Chúa rồi, tôi là con của Chúa rồi, không thể sống đời sống như thế. Chúng ta phải thẳng thừng thì Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy trong cái đời sống của Gia Cớp đó, ông trỗi dậy, kêu gọi vợ con trở dậy, lìa bỏ thần tượng, thay áo sống, rồi là rửa sạch đời sống theo Chúa, không còn lề mề nữa. Cho nên đây là điểm quan trọng là chúng ta thấy ở trong Khải Huyền, câu này là câu rất là quan trọng. Nhưng ta trách ngươi, điều ta trách ngươi là trách cái gì? Chúa trách cái gì? Là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại, chúng ta thấy Chúa nhân từ không? Chúa biết mình sa sút nhưng mà Chúa nói con ơi hãy nhớ lại. Nhớ lại rồi làm gì? Nhớ lại mình sa sút từ đâu? Cái gì nó làm cho mình sa sút? Ăn năn đi. Có phải con Covid không? Có phải 2019 là cái đại nạn của Covid nó cám dỗ con? Con nhớ rồi, con bỏ đi nhà thờ từ cái dạo này. Có phải vậy không? Con bỏ đi nhà thờ từ cái dạo này. Con yếu đuối, con không cầu nguyện, không đọc kinh thánh từ dạo này. Bỏ thả trôi luôn, không có làm gì hết. Nhưng mà Chúa làm cho mình nhớ lại để làm gì? Ăn năn nói với Chúa, Chúa ơi cứu con, tha tội cho con. Cái con Covid này nó không có ghê gớm, mà con tự diễn ý ra nó ghê gớm để con lấy cái cơ hội đó. Con ở nhà, con không làm gì hết. Con cũng không có giao du với Chúa, không có nói chuyện với Chúa, bạn bè tin không. Mình nhớ lại, mình ăn năn rồi sửa lại. Là ăn năn cái khúc đó, cái sai trật đó, mà sửa lại, làm lại là gì? Là trở lại sự thờ phượng. Nó không phải là chỉ ăn năn rồi để đó, nhưng mà ăn năn rồi trở lại. Chúa ơi, bắt đầu giúp đỡ con, bắt đầu trong năm 2021 này, con trở lại nếp sống thờ phượng Chúa. Con sẽ đến đền thờ của Chúa để thờ phượng Ngài cùng với anh chị em. Thì điều đó là điều cần phải trở lại. Đó là cái cách mà chúng ta thấy Gia-cốp đã làm, thì chúng ta cũng phải làm. Bởi vì đây là điều sứ đồ dân ông đã khuyên lên chúng ta ba cái hành động: nhớ lại, ăn năn và làm lại. Nhưng mà làm lại như thế nào? Phải có một cái điểm hẹn cho Đức Chúa Trời, chứ không phải là chúng ta nói làm lại rồi không biết làm bắt đầu từ đâu, phải không? Nhưng mà chúng ta thấy một người mà để cho chúng ta có thể noi gương, đó là tiên tri Samuel. Ông có một cái điểm hẹn cho Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va cứ hiện ra tại Si-lô, vì ấy tại Si-lô mà Đức Giê-hô-va hiện ra cùng Samuel. Hiện ra để làm gì? Khiến cho người biết lời của Ngài. Quý ông bà, anh chị và tôi thấy cái sự tuyệt vời ở đây không? Khi chúng ta biết mình sa sút, mình nhớ lại, mình ăn năn, mình làm lại. Nhưng mà phải có điểm hẹn. Có điểm hẹn cho Chúa. Chúa ơi, con phải trở lại cái điểm hẹn để gặp Chúa, để Chúa giải bày lời Chúa cho con hiểu, để con sống có ích lợi cho nhà của Chúa và chia sẻ hồng ân cứu rỗi cho người xung quanh chúng con. Chứ không phải là mình nói Chúa con nhớ rồi, con biết con sai rồi, nhưng mà rồi làm gì? Mình không có cái điểm hẹn gì cho Chúa, không chịu làm lại thì nó vũ như cẩn hay là vẫn như cũ. Mình ai cũng tên vũ như cẩn hết là chết. Mình phải đổi mới, mình không có còn y nguyên nữa, nhưng mà mình phải trở lại với Chúa. Chúa ơi, nhắc nhở con, điểm hẹn của quý ông bà anh chị và tôi mỗi ngày ở đâu? Ở trong gia đình của mình, giây phút nào? Giây phút trước khi đi làm, giây phút về nhà, hay là giây phút bữa cơm với gia đình. Hãy chọn một thời giờ để chúng ta có một điểm hẹn với Đức Chúa Trời. Ít nhất vợ chồng phải cầu nguyện với nhau. Tôi thường nhắc nhở nhà tôi, tôi làm cái việc đó trước, em ơi cầu nguyện. Là nhà tôi đến ngồi cầu nguyện. Không có bận rộn gì cả. Mình có cái thời giờ, em ơi cầu nguyện, là phải tới cầu nguyện. Chồng vợ cũng vậy, nhắc nhở nhau, có một điểm hẹn cho Đức Chúa Trời. Để làm chi?
để Chúa cho chúng ta hiểu lời của Ngài. Và khi quý ông bà, anh chị và tôi hiểu lời của Ngài rồi, thích thú vô cùng, không muốn bỏ qua giây phút đó. Mà tôi cảm nhận được điều đó. Xin Chúa cũng làm điều này cho hết thảy chúng ta, không phải vài người, mà tất cả mọi người cần phải có một điểm hẹn cho Chúa, cần phải trở lại cái bê tên trong cuộc đời của chúng ta để thờ phượng Chúa, để hành động. Đây là hành động của can đảm, chứ không phải là hành động thường. Cho nên chúng ta cần phải can đảm tìm một điểm hẹn gặp gỡ Đức Chúa Trời. Và kính mời Thánh Đồng đứng, chúng ta cầu nguyện xin Chúa thương xót, Chúa nhắc nhở chúng ta, cho những người nam trong gia đình trỗi dậy, kêu gọi vợ con sửa lại, rồi trở lại thờ phượng Chúa ở trong ý muốn tốt đẹp của Ngài. Lạy Chúa chúng con, Chúa ơi, chúng con thật cảm ơn Chúa về lời của Ngài. Ở trong Sáng Thế Ký nói về cuộc đời của Gia-cốp, ông trỗi dậy, ông kêu gọi vợ con sửa lại, từ bỏ thần tượng, thay áo sống, làm sạch lòng mình đi. Thì lạy Chúa của chúng con, buổi chiều hôm nay con xin Chúa cũng làm điều này cho mỗi chúng con. Chúng con ước ao Đức Thánh Linh chạm đến đời sống của chúng con. Nếu chúng con có cái chỗ nào làm cho chúng con sống ở trong tội lỗi, thì Chúa Thánh Linh ơi, kéo chúng con ra khỏi chỗ đó, và cho chúng con lấy một can đảm, một quyết định, một hành động dứt khoát là trở lại với Chúa, một bê tên ở trong đời sống chúng con, chỗ mà chúng con gặp Chúa lúc ban đầu. Xin Chúa cho chúng con nhớ lại điều gì làm cho chúng con sa sút bỏ bê nhà Chúa, cho chúng con ăn năn và làm lại công việc ban đầu. Và khi chúng con làm lại thì chúng con phải làm lại trong cái ý thức là có một điểm hẹn cho Đức Chúa Trời. Xin Chúa hành động trên hết thảy mỗi chúng con, để trong nếp sống riêng tư với Chúa, gia đình của từng cá nhân đều có một điểm hẹn với Đức Chúa Trời. Và nơi đó Chúa sẽ giải bày lời của Ngài cho chúng con hiểu, để chúng con sống đẹp lòng Chúa và tận hưởng tất cả mọi phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời mà Chúa đổ xuống cho mỗi chúng con qua cứu Chúa Giê-xu. Chúng con tạ ơn Ngài. Xin Chúa ghi khắc lời của Chúa buổi chiều nay vào lòng của mỗi chúng con, để cho chúng con có cái can đảm hành động, không còn bị ngủ mê lề mề nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa. Chúng con hiệp chung cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen.